Ủa ơi. Đưa ra mà thấy mình cũng nhát. Ơ lên coi chừng nó nhảy với anh ha. Không có nhảy mà sáng con làm rồi. Thấy không? Tại vì thấy con rắn ấy sợ. Cái cây kẹp anh không có cây kẹp khác với anh. Ủa? Đọt cái đầu nó được không Tứ? Được. Nè. Rồi, nước y luôn. Nước y, nó đòi nước y ngon lắm. Còn cái đó nướng sau cũng được, thường cái đó dễ chín lắm, cái đó làm sạch lắm rồi. Cái đòi lựa con nhỏ cho nó nướng nè, đập cái đây. Cái này dễ rồi. Con đó nó yếu. Sống. Ây da, trời nó cuốn. Giải luôn kìa. Trời ơi. Kìm nó lại, kìm nó lại. Cứ ơi, hai cái tay hay. Ơi. Rồi. Nhẹ nhẹ cái đầu nó đi. Nhẹ nhẹ nó đi. Nhẹ thôi, nhẹ chảy máu. Em còn cái kẹp nào nữa không? Không. Rồi. 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 Con này lên nữa rồi. Từ từ. Thank you.